Chí Thiện ơi, coi chút xử lý bao thằng bom nha. Cứ chụp, cứ chụp ba thằng bom. Mấy quỷ cái thì chứ 18 thôi. Coi một bao thằng bom luôn. Rồi, hai bộ đây nè. Mấy đứa này nó ép nhau thì chứ. Hồi bữa trước, bây giờ đưa hàng nào xuống làm trước ta. Hồi bữa trước có một cái bao áo len sắp từ đây vô, không biết nó nằm đâu trong đó. Kiếm cái bao áo len dệt áo rồi lộn xộn có ship. À ngay đây là ngay cầu thang nè. Có cái ship bò, ship đồ gì luôn. Hôm nay em sẽ sale coi như là ship nào mà còn 5-7 bộ là em sale hết giờ vài chục trăm ngàn hay là 5-70 gì đó tùy thôi mỗi mẫu. Em sale hết cho mấy chị luôn ha. Hôm nay mẫu nào còn trong nhà là hôm nay em sẽ cho bung nóc hết. Cho nên mấy chị ơi thương giùm em, cho em cái lượt chia sẻ view cao cao cái cho em cho bung nóc đỉ đi mấy chị. Bung nóc đỉ lấy hàng về chứ hàng bữa nay coi như chặt nhà chặt cửa. Hàng hôm nay về là chặt nhà chặt cửa mấy chị ơi. Nè nè coi nè. Ác nhơn dễ sợ mấy chị đó. Nhìn hàng là chị biết hàng gì rồi đó. Trời ơi thiệt tụi nó cực kỳ ác nhơn với em luôn á. Em không biết ai làm nên tội nên tình là làm giống như hồi xưa là coi như thiệt á. Làm như hồi xưa chồng nó là em đè đầu ra em hiếp dâm mà giờ nó trả thù em vậy mấy chị. Ủa ơi, thôi để đây luôn đi. Cái bao ngay chỗ cầu thang nè. Tao kêu bao ngay cầu thang mình chạy xuống ở dưới mày xách. Ngay cầu thang nó cái bao áo len với lại mấy cái xếp lộn xộn. Sát bên cái thành cầu thang ngay trước cái gương nè Chí Thiện. Ngay chỗ cô Hải đứng á. Làm như tao nói thiệt chứ. Anh Tư ghi Văn Nguyễn không có dấu. Văn Nguyễn không có dấu. Hai bộ, một bộ 280 với cái đầm 250. Ghi cho cái giá chưa? Rồi, 280, 250. À, 280, 250 đúng rồi. Từ từ em coi địa chỉ nó đọc cái Đồng Nai 971, Đồng Nai 971. Có thông báo của boss kia chứ ơi, có thông báo. Mấy chị đánh đi, tại vì buổi trưa chị Nhung coi vô đánh đi nha. Chị Nhung tài khoản lớn coi vô gỡ đi nha. Chứ em giờ em này. Đang like rồi em không có vô. À, đúng rồi hai bộ này. Em đang like rồi em không thấy được. Anh ghi giá đó nhầm em 280 là bộ đó. Bò cái đầm cho 250. Em mới nhận được chỉ là cái đuốc. Nói chung là hồi giờ mà chưa uống trà giảm cân á là uống trà viên trước. Uống trà viên thay vì một hộp có 9 gói, một gói có 2 viên, thay vì em uống hết thì em chỉ uống một viên thôi. Em uống một viên sau khi ăn sáng thôi. Chừng nào quen cái trà thì em phải uống 2 viên nha. Lỡ mà quen cái trà mới uống 2 viên. Còn không là cứ một viên nha gái. Chừng nào uống mà cảm giác không có mệt mỏi á thì mình hay uống 2 viên ha. Kêu đã sát bên cái thằng cầu thang, tao nhớ y chang, tao chỉ y chóc. Rồi mà còn bị nữa. Tao chỉ là coi như y một phát y chóc luôn á. À, rồi mấy chị ơi bấm giùm em cái nút chia sẻ lên mấy chị. Có một cái bì cài áo ở trên ghế đem ra đây. Rồi chị nào có chia sẻ livestream 10 cài áo tặng cho mấy chị. Một cái cài áo bên nhà em là trị giá 75.000 chưa tính lời. Cho nên mấy chị lưu ý nha. 10 cái cài áo tặng cho những chị có chia sẻ livestream. Những chị nào có chia sẻ livestream em tặng cho mấy chị 10 cái cài áo. Một chị một cái cài áo. Ha. Một chị một cái cài áo. Nè mấy chị con cài áo nè. Alo chị Khánh Linh. Trà bột uống sao chết thì uống mấy viên trà viên quen rồi thì sau đó trà bột pha ra cái ly nhỏ nhỏ nè. Nhiều nước để pha đi sao cho mình dễ uống. Xong rồi một là cắm ống hút vô hút. Hai là uống không mà tráng lại cái ly nhưng mà pha bằng nước ấm ấm nóng nóng nó sẽ giảm mỡ bụng nha. Ha. À, con này nè mấy chị. Con này em có được mấy con à? Con này đẹp quá trời. Con này 80. Đẹp không? Con này 80 ngàn nè mấy chị. Con này xinh quá trời. Giống như con cua nó có cái càng á, con này xinh. Ha. À, nay xong công việc. Dạ hôm nay có một khách à chị. Hôm nay có một khách. Xong từ sớm. Bé Đỗ Bình Như hay mua hàng mà hay chia sẻ phân cứng của em á. Hai chồng lên dễ thương á. Đây có một khách. Đây xấu quá đi, có khách rồi. Này à, này xấu quá. Đó rồi, 10 chị có mua hàng và có chia sẻ nha.
10 chị có mua hàng và con này là 80 nè ha. 10 chị có mua hàng và có chia sẻ là em sẽ tặng cài áo ha. 10 chị. Trời ơi coi dễ, hôm nay cài áo dễ thương luôn đó chị. Cài áo cái hoa nè. Mấy cái con này mà lên bộ đồ đen là mê say luôn. Mấy cái này mà lên bộ đồ đen là em nói thiệt với mấy chị mê say nha. Mê say ha. Trên 100 người em like nha mấy chị nha. Trên 100 người. Nhi muốn cửa đến ngày mai. Ngày mai tập 10. Quỳnh đê có đồ bộ chị bé Gia Huy hôm nay sếp em nhiều lắm. Hôm nay sếp rất là nhiều nha. Rồi bây giờ lên đồ nè. Đâu cái bao lộn xộn đâu hả? Đưa đây. Cảm ơn em nha. Bộ này giỏi má, đây phụ mẹ bưng đồ bưng. Rồi có khóc không? Nãy giờ ngủ dậy có khóc không? Không nè, rồi mình live stream xong mình đi đâu? Lại tôi xăm nha. Kít Nguyễn nè, Kít Nguyễn một cái cài áo 80 nè. Cái cài áo là 80 có mấy cái à. Nè Kít Nguyễn là 80. 80 là mua về để bán cho mấy chị có để mặc với đồ đen thôi. Ha. À. Quỳnh đê ơi. Quỳnh đê. Nè. Rồi bán nha. Bán. Rồi em bán áo dây cho mấy chị 40.000. À em bán áo ba lỗ cho mấy chị 40.000. Rồi chị nào chốt áo này 40.000 dưới 75 kg chốt giùm em 40.000. Chơi để cái áo 80 để rồi Kít ơi, để rồi, để rồi. 80.000 áo đầu tiên, chốt giùm em áo màu hồng cam ha. Chị mua đầm đen của nhà Yên mà chưa được cái cà áo nào Yên ơi, vậy chị cứ mua đi rồi từ từ sẽ có. Chốt giùm em áo 40.000. Áo 40.000. 40.000 áo ba lỗ màu cam. 40.000. Nó bị tóc con á chị. Rồi tiếp tục nè, áo này tặng. Chị nào có chia sẻ livestream tặng. Đây, chị nào có chia sẻ tặng cái áo này. Áo này dưới 70 kg, 40.000 của chế Hồng Ngọc nè. Áo này chị Hồng Ngọc về mặc cái sọt đẹp lắm. Chốt giùm em áo tặng. Chốt giùm em áo tặng ha. Áo tặng. Chị nào có chia sẻ tặng ha. Chị Yên lựa một cái áo và tặng một cái nha. Ok Trương Thị Ngọc Dung, cháu lớn với chị luôn á. Rồi cái Trương Thị Ngọc Dung tặng nè. Trương Thị Ngọc Dung. Hồng Ngọc Vũng Tàu đúng không? Phải hình ảnh chốt rồi. Chốt. Em tặng gì cái nè. Em tặng gì cái Chanel đẹp nè. Rồi Trương Thị Ngọc Dung 80.000. Trương Thị Ngọc Dung 80.000. Trời ơi. Con quỷ anh Na Hân nè tặng nó tôi không có tiếp mà vô cái tiền ship tôi muốn chết luôn á. Anh Na Hân tặng nè. Thiệt lòng luôn á. Đi vô đây đâu. Thôi tặng nó đi không nó chửi đó. Rồi em có một con áo vàng. Em có một con áo vàng khoảng cỡ dưới 67 kg. Rồi bán mấy chị 70.000. À bán mấy chị 50.000 dễ thương lắm. Cái con áo vàng này mấy chị mặc lên cực kỳ dễ thương dưới 70 kg. Chốt giùm em là áo tặng. Chốt giùm em tặng vàng. Chị nào chốt tặng vàng chốt giùm em nha. Dạ em đưa cái mẫu nào lên em cũng đọc size nè chị. Em đưa cái nào lên em cũng đọc size chế lưu ý giùm em nha. Em đưa cái hàng nào lên em cũng có đặt xa tặng. Em có áo vàng của Thanh Huyền nè. Thanh Huyền Quảng Ninh 50.000. À dục qua cho bé Bi đi. Ngồi bé Bi. 50 hả? Tặng vàng cho Thanh Huyền. Rồi lên tiếp tục. Ủa áo tặng. Ủa tặng vàng hồi nào? Vàng 50.000 mà Huyền. Huyền vàng 50.000 mà em yêu. Rồi tiếp tục với chị. Áo này chị nào 100 kg quốc. Rồi bán áo sọc tím cho mấy chị 40.000. Thanh Huyền Bắc Ninh. Nè đẹp không? 40.000 sọc tím. Bắc Ninh gì vậy? Bắc Ninh dùm. Không, tại vì tặng những chị mà mua hàng dễ thương, có chia sẻ phân cứng đồ đó để chị Dung. Chưa tặng hết từ chỗ khách của em hiện giờ là 20.000 khách sao tặng cho hết. Một lần em mua cài áo lúc nào cũng 7-8 triệu hết đó mấy chị. Thiệt lòng luôn á. Ha, chốt giùm em sọc tím 90-100 kg. Chị đọc là tặng mà em biết. À chị đọc lộn á, cái là áo vàng. Cái áo xanh kia là mới tặng ha. Rồi chốt giùm em con sọc xanh này bán cho mấy chị 50.000. Con này dưới 85 kg cũng vừa, chốt giùm em sọc xanh 50.000. Sọc tím 50.000, sọc xanh 50.000 ha. Sọc tím 50.000, sọc xanh 50.000. Rồi lên tiếp tục bán con áo 40.000 dưới 70 kg. Con này vải đẻ lắm nha. Con này vải, con này len dệt rất là đẻ. Chốt giùm em áo xanh 40.000. Chốt giùm em áo xanh 40.000. Xanh 40.000, xanh 40.000. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mấy chị. Tiếp tục. Rồi chốt giùm em sọc xanh. Sọc xanh của Thanh Huyền 50.000. Rồi chốt giùm em tặng vàng 4 số 9. Ở đâu ra vậy bà nội Giang?
em bán cho mấy chị một cái con áo dây này dưới 70kg là 40.000, chốt giùm em dây hồng rút. Dây hồng rút nha, đồ mới hay mặc rồi, đồ mới mai mi. Ê đồ tôi làm gì có bán hoài ấy. Còn áo ngực gái sọc xanh khách lấy rồi chị Vương Mỹ Vân. Rồi tiếp tục sọc vàng, áo dây vàng nè mấy chị. Rồi áo dây vàng, thôi giờ em bán hai cái này. Hai cái dây này không bán mấy chị 40.000. Sọc xanh khách lấy. Hai cái áo dây này bán dưới 75kg bán cho mấy chị 50.000 hai cái áo dây. 50.000 hai cái áo dây. Rồi tiếp tục. Áo trắng dưới 85-88kg vải đã lắm. Áo trắng bán mấy chị 40.000, vải đẹp lắm nha. Cái con áo trắng ren này vải rất là đẹp, 40.000. 40.000 áo trắng. Áo dây cứ hai cái 50 đi. Áo trắng 40.000. Hoặc là lấy size 42 bằng chị đó bé voi, lấy hai cái áo vú chống tuột size 42 cho bé voi. Cẩn thận dây. Rồi không bán mà tặng. Rồi tặng cho mấy chị áo này dưới 70kg, chốt giùm em sọc tùm lum màu. Sọc tùm lum màu tặng. Chốt giùm em sọc tùm lum màu tặng. Chốt giùm em áo vàng len dệt dưới 75kg 40.000. 40.000. Chốt giùm em tặng trắng 40.000 của Anna Hân. Anna Hân 40.000. Chốt giùm em tặng áo sơ mi tím len dệt. Cái này có cái áo dây hoặc áo ngực mặc ở trong mê. Chốt giùm em áo tím tặng. Cho những chị có chia sẻ livestream tặng tím. Ừ. Tặng tím, tặng tím. Áo dây chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt áo dây nha. Áo dây. Tặng sọc tùm lum mà đội mặc cái vừa đó mà chưa chia sẻ tặng cái con kẹt. Hân Anh nè, nãy có rồi nè, Diệp Bảo ra lấy hàng nha. Tặng áo sơ mi tím của Văn Nguyễn thành phố. Trưa nay có lệnh gỡ sao chị Văn không vô coi đi. Tặng tím khách lấy rồi. Có một áo bên tay đeo đồng hồ chị. Một cái áo bên tay đeo đồng hồ chị là cái nào? Lẽ nào chứ? Tặng tím. Tặng tím là tặng nè, tặng tím chị Văn rồi. Áo vú chống tuột là tặng tím khách lấy. Áo vú chống tuột là 160 á chị Hà. À chị Duyên Trần. Em lấy hôm qua rồi. Rồi hôm nay nè, coi thử còn áo đó. Đây mấy chị còn. Nè chốt con này 50.000 đi. Áo vàng. Áo vàng 50.000 của Trần Hiệp, xin địa chỉ số thịt. 50.000 của Trần Hiệp, quần lót chặt em mới cắt ra may lại rồi. Ủa cắt ra may lại được hả? Cái quần lót đó là khách chị 100kg mặc vừa luôn á. Hai áo dây của Hoàng Dung Lê. Hai áo dây của Hoàng Dung Lê 100.000. Rồi áo này dưới 80kg, 82kg nè, đẹp không? Chốt giùm em là sọc sọc lớn. Chưa có hả chị, em không thấy thông báo. Coi vô đó coi lại đi. Trưa nay đây có lệnh gỡ đó, vừa mới đặt thì luôn á. Ha, cho hai cái của Duyên Trần. Coi thử còn size 40 hay size 38 không? 38 còn không? Một cái áo là cái này hả chị Nguyễn Thương Binh Binh. Là cái 80 không? Nguyễn Thương Binh Binh có chia sẻ không? Bấm cái nút chia sẻ lên đi chứ. Nguyễn Thương Binh Binh bấm cái nút chia sẻ lên đây. Em tặng ra cho chế cái này nè. Dạ yeah, đợi anh ơi, ghi bill Duyên Trần hai cái vú chống tuột size 40 để trên này cho em. Ủa, 40 lấy đi. Rồi tặng cái này cho Nguyễn Thương là bấm cái nút chia sẻ. Em tặng thêm một cái cài Chanel cho chế nè. Em thì thích cài Chanel hơn. Tặng anh Nguyễn Thương Binh Binh đây. Rồi chốt giùm em con này 50.000 dưới 82kg. Gì con? 80.000. Đây mấy chị. Đó. Con này bán 50.000. Ha. 40, 90 cc, lấy 40 hả đâu. Rồi 42 cái là của Duyên Trần. Chị Duyên Trần này chỉ mua hàng ngọt quá trời luôn, 160-320. Bấm nút cái chia sẻ lên đi, em tặng chị Duyên Trần cái cài áo nè. Rồi, đưa cái cài áo nó lại đi. Tặng Duyên Trần cái này đẹp hơn. Rồi, cái đó đúng rồi anh. Rồi Duyên Trần bấm cái nút chia sẻ lên cho mấy Yên nha. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nè. Ủa. Tôi trong hình nó có cái vòng đen người ta mấy lần có không vậy? Sao khúc dưới nó có cái vòng đen này á? Có. Ủa sao kỳ vậy em? Nó vòng ngừa cho. Nó có đâu? Bừng lai chiêu bừng trong tao giấu. Nhưng mà thấy hết rồi. Ủa đâu có đâu. Rồi 50.000. Vậy cũng cãi. 50.000 của chị Lê Trang. 50.000 của Lê Trang. Ủa hồi nãy giờ em kêu cái sọc này tặng mà sao không ai kêu tặng sọc hết ta? Mấy chị ơi tặng sọc này dễ thương không, dưới 70kg. Rồi chốt giùm em tặng 42 áo vú có, chị Liên Ngọc lấy mấy cái. 42 còn không? Rồi em còn mấy bộ này nè. Mấy chị ơi là 240.000 đúng không? Em sale cho mấy chị nè ha. Rồi. Rồi bộ này em chỉ còn size dưới 90-92kg là từ 82 đến 92kg.
cái bộ này vải mê lắm nha. Em nói thiệt với mấy chị là cái vải, bộ này vải rất là mê. Bộ này quần váy nè, bộ này quần váy xong 50.000 lấy rồi thi tôi phạm. Đây nè mấy chị, bộ này là quần váy, bộ này size 82 đến 92 kg. Rồi bộ này giờ sale cho mấy chị 120.000 cho hết hàng, còn 3 bộ. Chỉ còn size dưới 92 kg thôi nha. Bà nào là hút trúng là trúng mánh đó. Em nói mấy chị là vải co giãn rất là mê ha. Rồi chốt bộ dây bò 120. Chị nào chốt dây bò 120 chốt giùm em dây bò 120. Dây bò 120 trời. Ờ bữa nay mà tặng sọc mà không chị, không chị nào mê luôn á trời. Chị hôm bữa tặng em cái nút cái áo, cho em cái nút cái áo. Chị Thơm Đặng chưa có chia sẻ nha. Hòn Dung Lê nè, tặng Hòn Dung Lê nè. Tặng Hòn Dung Lê. Dây bò Ngô Thị Hồng Yến 120 nè. Ngô Thị Hồng Yến 120 làm bill xong đưa qua cho tí với chị Thiện, nó tự nốt cái tỉnh vô. Anh là ghi bill xong đưa qua cho tụi nó, tự nốt cái tỉnh vô 120. Cẩm Tú dưới 92 kg nha Cẩm Tú. Dạ em thông báo với mấy chị à. Nó có những màu nhu không mà chị, màu da, màu hồng da, màu tím, đen hoặc màu tím xám rồi vậy đó, nói chung là dễ mặc đồ lắm chứ. À. Ha. Rồi ai Nhi Lùng nè, Nhi Lùng bộ bò 120 cuối cùng nè, Nhi Lùng 120. Và em lưu ý nha, khách mới bên em nha, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận, mấy chị ok thì mấy chị mua, không ok thì xả. Thứ nhất, thứ hai là như thế này, bên em hàng chính quy cho đổi trả, hàng xe bên em không cho đổi trả, nói cho khỏi mắc lòng mắc lờ. Ok. Em là rất là dễ chịu. Chỉ cho những chị dễ chịu thôi, còn những chị không dễ chịu thì em không có cho những chị dễ chịu. Đây mày nè. Rồi bây giờ em lên bộ Burberry Vest, bộ này 250. Em sale cho mấy chị một giá là 140.000. Nhưng mà bộ này thông báo với mấy chị còn size dưới 90 và dưới 100 kg. Bộ này chỉ còn size dưới 90 và dưới 100 kg thôi. Cho nên là tranh thủ là chốt cho mau nha mấy chị nha. Dưới 90 và dưới 100 kg. Rồi chốt giùm em bộ Burberry quần váy mấy chị. Burberry quần váy còn size dưới 90 và size dưới 100 kg. Còn size dưới 90 và size dưới 100 kg. Hơi bị xinh. Nhi Lùng Bình Dương. Đúng rồi Nhi. Rồi bộ này em chỉ còn size dưới 90 và size dưới 100 kg. Bộ Burberry. Ê bộ này hơi bị dễ thương. Mang một đôi giày thể thao không lên cũng mê nha. Rồi chốt giùm em bộ Burberry chỉ còn 2 size dưới 90 và dưới 100 kg. Rồi chốt lẹ chốt mau xem 140. Chốt lẻ chốt mau sale chỉ còn 140.000 thôi nha. Sale còn 140.000. 140.000 mấy chị ơi, 140.000. Chị nào chưa chốt bộ này thì tranh thủ chốt cho mau lên nha. Còn chị nào muốn lên quần tây thì chờ em 1 phút 30 giây. Chị Thiện. Dạ. Lên trên lầu kéo ba lên trên kho kéo ba bao hàng xuống. Lên chị Thiện dư tí luôn. Bao hàng qua không? Hàng kho. À. Hàng kho trước cửa phòng gì? Nó là hàng kho là phải nhớ cái kho là trước cửa phòng gì. Cô Út Yên là chỉ có một cái kho đó thôi. Tí luôn. Cẩm Tú nốt cái tỉnh lên chưa vậy? Burberry 90kg. Burberry 90kg không có tặng cài áo bà nội. Hàng sale 250 mà tặng cài áo với quần què. Rồi đây anh em không Burberry là 140. Xuân Trang Tô. Xuân Trang Tô 140. Phải sai không? Rồi Xuân Trang Tô 140. Xuân Trang Tô 140. Địa chỉ shop ở đâu? Ai hỏi địa chỉ shop ở đâu kìa. Con vô con nhắn cho khách là chỉ có bán livestream thôi, không có bán, không có cho tôi shop lựa. Mùa này mùa gì? Tao muốn hai cái trứng giấy mày lên trụ điện luôn. Bà đây. Liền hả anh nè ha. Mày ghẹo tao hả? Xong chưa mấy chị? Ba bao chưa? Rồi đây. Mở ra chứ tiền hả? Cái bộ Burberry đó mấy chị không đặt là mấy chị sai lầm lớn cực kỳ luôn á. Rồi lên tiếp bộ này em còn không cỡ 5 bộ. Bộ này ý yên còn khoảng cỡ 5 bộ. Ê, bộ này là trải tranh thủ chốt nè. Rồi tiếp tục nha. Bộ này là 250 sale cho mấy chị một cái giá giật mồng 140. Ok chưa? 140 Dior. Hơi bị xinh nha. Bộ này là hơi bị xinh luôn quý vị ơi. Nói sao vậy? Đó là bên em bán livestream không có tới shop mua hàng. Bên em chỉ bán livestream thôi. Tới đây mà mấy bà lục banh cái nhà em lên chắc em xỉu luôn á. Hàng em đã lộn xộn, đã nhiều hàng lộn xộn rồi. Rồi xe 140 bộ này quần dài chốt giùm em Dior vàng. Cẩm Tú á. Chốt giùm em Dior vàng ha. Cẩm Tú sạch ra chưa? Chốt giùm em Dior vàng xe 140. Còn size L nè. Còn size L là dưới 70 kg. 3 bộ dưới 70 kg. 4 bộ dưới 70 kg. 5 bộ dưới 70-72 kg. Chỉ còn 1 size L thôi. Rồi 6 bộ dưới 70-72 kg.
Nói chung là bộ đi o vàng em chỉ còn size nhỏ thôi. Ghi là bộ đi o vàng chỉ còn đúng một size dưới 72kg. Kim Hương này, Kim Hương cách cũ mua quận 12 mà. Ui, quý giáp nè. Bộ đi o vàng chỉ còn size dưới 72kg. Chị nào chốt 72kg chốt lên giùm em 72kg ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ này. Lấy cho em hai vú chống tuột hai màu. Lấy cho hai cái vú chống tuột size 42 hai màu cho chị Liên Ngọc. Nè em có nói lại mấy chị ơi, nó bây giờ hàng sale nè. Là mấy chị lưu ý giùm em có đọc cho mấy chị nha. Ví dụ như còn size gì thì em sẽ nói. Còn đưa lên á, đưa lên thì em nói là còn size dưới 72kg là chị nào 78kg đừng chốt. Chốt của em không trả lời mấy chị thì mấy chị nói là tại sao không đọc tin nhắn. Bán hàng mà không đọc tin nhắn. Còn ví dụ trả lời cho mấy chị thì em không có còn hơi để em like nữa. Mấy chị thấy mấy cái con livestream mấy cái con nào không bị bệnh không? Bán giờ. Đã nói rồi chị đi o chỉ còn size dưới 72kg. Mới vừa nói khách xong nhắc lại lần nữa giờ thêm ông nữa. Đi o mà 71kg mà cao 1m53 là mặc vô tiết vú liền chị Kha ha. Rồi Trần Hiệp đi o vàng nè 140. Ủa mà Trần Hiệp ở đâu vậy mày? Bộ này là mấy chị chốt được nè. Bộ này là nói chung là còn lại là hàng hiếm á mấy chị. Bộ này quần váy nè, bộ này có size Diệp Hảo này dễ thương không? Bộ này rất là dễ thương. Rồi em nói mấy chị làm như mấy chị không nghe em livestream em nói á. Em livestream xong cái em đưa lên vậy nè. Chị ơi, bộ Dior này 250 nè, kèm với quần đen dài nè, 250 sale còn 140 nè, còn size dưới 72kg nè. Ai nói mà cần hơn. Mà mấy chị vô chốt cái 80-90 rồi 78kg. Hai trường hiệp. Cái cài trên vô cái cài này tặng không có được. Mới mua chưa có inbox điện thoại nhé. Cái dưới là cũng là bả luôn nè. Bả 2 nít mà. Rồi bộ này Trần Hiệp inbox cho chị thôi. Cái bộ này dễ thương lắm, kèm với quần váy đen nè. Cái mới mua. Rồi này cũng ai biết đâu được. Đẹp không mấy chị? Rồi chốt cho em bộ này nha. Để chị bộ mặt đây. Ý yên vô bển còn thay thôi. Bộ này em còn size gì đây? Bộ này em còn size size XL nè. XL là dưới 82kg. À còn 3 nè, đúng rồi còn đúng 3 bộ không tặng thì bán má cũng chưa bán được đâu. Bộ này là còn tổng cộng 4 bộ sợ giật không được nè. Bộ này em còn 4 bộ dưới 82-83kg nha thằng Đĩ Thông kia tao bắn trúng trái mày chết mẹ mày giờ mày ngồi đám vỗ tay theo không hiểu gì quỷ cái. Rồi chốt giùm em bộ này 72-82kg. À, mặt không vừa chị Kha, ví dụ như mà chị 1m6 trở lên thì em đưa size đó được ha. Rồi Nguyễn Thương Binh Binh nè, sale 140. Nguyễn Thương Binh Binh sale 140. Rồi chị nào chốt cái bộ này dễ thương lắm nha. Cái bộ này em nói mấy chị là đẹp mê mẩn luôn. Trần Hiệp cho địa chỉ số điện thoại gì Trần Hiệp ơi. Chị Trần Hiệp ơi, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chế là em xả bill nha. Bộ này em chỉ còn size XL thôi ha. XL là dưới 82kg. XL dưới 82kg nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp tục hàng cho mấy chị nè. Lên tiếp tục hàng xong ba bao này là em sẽ khui quần tây. Còn một bao hàng xúc nữa rồi xong em sẽ khui quần tây cho mấy chị nha. Xếp áo trắng của Xuân Trang Tô. Xuân Trang Tô con. Rồi bây giờ em sẽ lên một con đầm thun lay dông cho mấy chị. Đấy. À, rồi em xem con đầm thun lay dông, xin cái địa chỉ đi khách sạn hả Bảy Rộn. Rồi mình gỡ khách vô dễ dẫn mỏ sợ là tôi. Đi ạ, cầm bóp vô đá vào cái ngựa sao không? Nè, xem cái con đầm này là mấy chị hốt liền, con này có màu đen. Con này chỉ có size dưới 92kg thôi màu đen. 250 xem 150 đầm này em thích mặc lắm. Tại vì nó là thun lay dông đầm dây. Và ở bên hông nè mấy chị thấy nó xếp không? Nó xếp rất là đẹp, khi mấy chị làm mông lớn lớn mặc lên cái xếp bên này nó hỏng rất là đẹp nha. Đó, rồi, chốt giùm em đầm đen dưới 92kg sale 150. Con này chỉ còn vài cái thôi. 68kg hả Nguyễn Phương, 68kg mặc tiết Dior thì được, còn mặc tiết trắng không được. Nói chung là tiết của chị Nguyễn Phương á, là khi nào mà em kêu á, khách cũ, Trần Hiệp khách cũ 75, copy bên kia qua đi anh kiểm tra đi. Sợ là copy được, mà sợ là sợ cái đầu ta lấy cái hình nền qua, ta gắn qua. Cần Thơ ba. Thì đúng rồi. Năm của Trịnh Quỳnh Tú nè, 150 của Trịnh Quỳnh Tú. 150 của Trịnh Quỳnh Tú. Để mà lấy 2 nít điện thoại, 2 nít đi. Còn cái này 80.000 là 80.000 tặng mình thêm mấy cài áo đây nè. Trịnh Quỳnh Tú. Con này đẹp. Nè nè bỏ vô cái bịch đó luôn ngon lùng. Hồi nãy tôi có để là tôi cái cài áo chút xíu rồi ta. Má tôi mà đây đây đây. Tôi mê cái cài áo chút xíu này lắm nha bà. Nè tặng nè. Trịnh Quỳnh Tú. Còn mà bộ đây là 100 cho đầm này 150 với lại cộng cài áo 80.000 vô.
Rồi lên tiếp tục nha. Chị nào hốt đầm la dông, chú hốt giùm em vô đầm la dông ha. Đầm la dông. Đây là cái gì hả? À, bộ vest, bộ vest. Bộ vest. Trời ơi, còn quần mặc váy nè. Đưa cho chị ai à, bữa ai chốt quần mặc váy nè. Đó, quần mặc váy 150.000 ba cái là size 60 đến 9 size 60 đến 100 kg nè. Ba cái 150.000. Đó, bữa đi đi kiếm nè ha. Tiếp trắng còn size XL chị Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn 140 nè. Lộc Nguyễn 140. Gì đây? Quần gì đây? Quần này là 270 nè. Ê. Bà nào hôm nay chốt cái quần đó bà đó may mắn. Ui nói thiệt luôn, size 35 là dưới 80 kg. Nè, nè, chết chưa? Quần này 270 nè. Ê, quần này cũng cỡ dưới 77 kg thôi nha. Không vừa đầm đen chị Thương Hoài. Có nghĩa mà khi em kêu là dưới 92 kg là từ 82 đến 92 kg nha chị Thương Hoài. Quần này chị nào khoảng cỡ 75-77 kg nè. Ba quần mặc váy của chị Trương Ngọc Dung là 150.000. Kiểm tra ba quần nha hả? Coi thử có bị ấy không? Ba quần. Cái quần mặc váy này thoải mái một mình em mà 20 mấy 30 cái. Ủa hả? Cái ngăn học của tao không thấy cái quần nào luôn hả? Mày để ngăn dưới hay sao vậy? Ngăn chị ngăn trên không có một cái luôn. Ừ. Tao lấy ở nhà ăn trộm quần slip tao bay. Quần này xem á chị, 190 đây, size 75 kg. Quần này là của thằng WF nè. Hả? Rồi bộ này. Tấm này vô quần tay nha. Quần tay có cái size 100 kg luôn nè. Đây mấy chị. Rồi bộ này bán cho mấy chị 90.000, vải đẹp lắm. Bộ Chanel có một bộ à? Hết rồi còn bộ. Bộ Chanel còn bộ sọc 250 một. Bộ sọc 250 còn. Cho tí xuống dưới có một cái bao đồ sọc mới về tối hôm qua á. Lấy cái bao đó lên đây cho gì? Quần của Thảo Ly nè, 190 của Thảo Ly. Xin địa chỉ số điện thoại chế Thảo Ly. Bộ này là size 80 đến 100 kg, chị Dung hốt bộ này chưa? Mấy cây hả? Bộ này vải đẹp lắm chị Dung. Bộ này có 90.000 mà vải thun lạnh rất là đẹp. 90.000 thun lạnh rất là đẹp ha. Rồi chị nào chốt bộ này chốt giùm cho em bộ này ha. Chốt giùm cho em bộ Chanel nè. Áo này em chút nữa xong cái like này chị Thiện xử lý hàng bom nha. Đúng rồi đem đây. Thảo Ly khách cũ. Sắp lên hàng đây luôn nè. Thảo Ly khách cũ. Bà xuống này. Rồi bộ sọc lấy đem 270. Bé An bộ sọc 250. Bộ sọc của bé An 250. Chờ chị lấy 90k. Đúng rồi chị Dung, cái bộ này đẹp lắm. Thương thì Ngọc Dung 90.000 nè. Rồi bộ sọc của chị bộ sọc này là của chị gì quên nè. Chị bé An nè. Lấy bộ sọc hay cho bé An 250 con. Em nói với chị là chị nào đã nhận hàng này là đều khen hết trơn. Đều khen bộ này hết trơn. Nó đẹp từ cái tay ha. Nói chung là bộ này nhất là những chị mà ngực bự bự ở đồ má mặt nó nhấp nhu lên. Hay nha con. Rồi tí, đứa về sắp cái này lên trên. Lôi cái bộ vest của bà ra để ra ngoài cùng, để qua bên trái. Rồi, lấy cái chỗ đó sắp cái bộ sọc này lên. Chị vừa bộ Chanel không? Vừa mới em đưa mới cho chị cơ chứ không vừa em đâu có đưa lên. Bỏ bên phía bên trái. Hết rồi. Bỏ bên chỗ cái mấy bộ đó đúng rồi. Em lên bộ gì cho mấy chị đây? Bộ vest đá mấy chị. Ai chưa có vest đá dưới 75 kg chốt bộ này nha. Bộ vest đá hiện giờ em chỉ còn size dưới 75 kg thôi. Có rồi đây. Này, coi thử biểu Trịnh Huỳnh Tú có bộ sọc chưa? Trịnh Huỳnh Tú là nhỏ nào? Trịnh Huỳnh Tú là nhỏ quỷ này nè. Quỷ này là coi thử có bộ sọc 250 cho anh Tư. Rồi chốt cho em bộ dài này, bộ dài chưa. Bộ này là bộ vest đá. Chưa có. Chưa có bộ sọc hả? Lấy bộ sọc XL cho Trịnh Huỳnh Tú ơi. XL Trịnh Huỳnh Tú không? Bộ sọc đá này 370 sale mấy chị 260 nè. 260 bộ vest đá. Nhưng mà bây giờ chỉ còn size từ 62 đến 75 kg thôi nha. Nè vest tay lửng tay dài, tay lửng tay dài đàng hoàng nè ha. Bộ vest chị Yên đó. Bộ cái đầm, cái đây là cái đầm thun la dông em còn chị Dung. Còn. Con này nè ba. Còn chị Dung ơi, đầm thun la dông còn đúng không mấy đứa? Coi trên sàn thử. Cái đầm đó không có mấy cái cài ở trước đâu nha chị đừng nó mua về đồng thấy mấy đầm cái cài vậy nha. Mấy cái cài này mấy cái cài em bán á chị. Nãy chị chưa lấy ở nhà mà. Không. Nó giống giải thôi. Ừ. Đó, còn kiểm tra đây. Bộ dạ. Sọc nãy như vậy 250 chị Bao Quỳnh mới về thôi mấy chị Bao Quỳnh hồi bữa Bao Quỳnh mua không kịp đúng không? Rồi bộ vest này dưới 75 kg nè, 370 sale 270 còn. Còn coi thử còn size gì bán hết cho khách luôn. Rồi xếp cái này lại dùm gì vậy con? Bộ vest chỉ còn size dưới 75 kg thôi nha. Hết sạch sẽ nha mấy chị.
hết tập hết thẻ nổi cái áo đá không cũng đủ tiền nữa thiệt á. Ê, kiếm cái áo cái cỡ cho tôi đi để từ từ may cho bà nội kiếm con kẹt rồi L. Xong chưa lấy bộ sọc 65 ký tại cả áo được không? Còn L với 3 còn L với 3 ít là còn size dưới 75 ký với 3 ít là 100 ký rồi lấy bộ sọc size L lại cho tiếp top nè lấy bộ sọc cho tiếp top size L tiếp top hỏi rất là dễ thương luôn tặng luôn hàng chính quy là tặng luôn hàng chính quy tôi có tặng tôi cũng lỗ ít nha rồi tiếp top nè ok rồi chị thiện không chưa tốt cái ba hàng siêu lên lầu áo vú size 38 ngày mai về kèm với quần lót không lạnh rồi lên gì nữa này là gì vậy hàng lên lầu không rồi đưa đây bộ này luôn hả lấy lên luôn đây bộ này còn size gì đây quay đi. Hãy hỏi em cắt hết cái cục lộn xộn đem cho chị bán. Cái này để đi đúng không? Thằng chị chưa chút nữa em bỏ cho tao. Cái này để đi đúng không? Bỏ hết luôn. Hết đi luôn. Không hết cho cái bao. Bỏ ho nha. Rồi bộ vu xì này XL nè. Bộ. Ờ hàng linh tinh nè. Bộ vu xì XL. Ok bỏ hết cho bao. Rồi xem mấy chị 130 cho hết mẻ hàng nè. Bỏ chung cho bao hết luôn. Lên lên kho cho Út nhà Út. Lên kho Út. Bộ này em chỉ còn size dưới 70kg và dưới 80kg thôi cũng xì. Nhưng bộ này của tiêm trước tiêm sau rất là đẹp, chuẩn bị mặc nữa không thằng Đĩ? Đây nè, tay đẹp không? Rất là dễ thương ha. Rồi bộ này em còn size dưới 70kg và dưới 80kg. Bộ này nãy nói nhiêu xe nhiêu. Rồi xe mẹ 130 đi. Biết 68kg vừa ra đây. Đó, lấy bộ biết cá đây cho Nguyễn Phương nè. Dạ 62 đến 75kg vừa Nguyễn Phương, 270 của Nguyễn Phương. Bên em là thông báo luôn nha. Nếu mà còn đúng size là em bán, còn không còn đúng size em không bán. Cho nên mấy chị mua em cực kỳ, em nói thiệt sự là mấy chị cực kỳ thiệt thà. Vậy đi, Nguyễn Mai Bình Định là 130. Đầm đang mặc còn lấy cái đầm size L, đầm rêu size L hồi nãy. Bùi Thanh Huyền, đầm này là theo cho chị còn 180 nè. Bùi Thanh Huyền theo cho chế còn 180 nè. Rồi 180 của Bùi Thanh Huyền nè con. Rồi bộ này có size dưới 70kg, dưới 80kg Nguyễn Mai Bình Định lấy rồi. Rồi còn size dưới 70kg thôi nha. Bộ 130 hết rồi chị Ngon ơi, tôi họ giới thiệu đôi bao đó lên trước đây. Coi ở dưới đó còn 1-2 bao, thôi khỏi để like hàng dưới đây cũng được. Khỏi đem xuống. Bộ đó hết rồi, Gucci XL hết rồi gái. Có chị nào 90kg ở đây không? Cái bộ này hồi bữa em mặc ngồi live stream là người nào cũng khen dễ thương là bộ này nè. Quần váy caro cò kèm áo bẹt vai vải rất là đẹp. Hết cái L chỉ còn size L thôi Nhung Lâm ơi. Dạ Gucci 67kg của Trần Ly nè. Trần Ly 130.000 của Trần Ly. Nè mấy chị coi giùm em quần váy caro nha. Quần váy caro mấy chị biết tại sao em like nhanh mà em nói em hay mò em like nhanh để mọi người khỏi chán á, chờ mẫu khỏi chán. Rồi bộ 130 của Tiếp Tết nè. Bộ quần váy caro. Bộ Gucci 70kg của Tinku nè. Bộ vest đá là 370 siêu 270 long pha. Này của Tinku 130 nè. Nè áo bẹt vai rất là đẹp nha mấy chị. Cái bộ này em mặc ai cũng lấy cho em đi chị, lấy chị Nguyễn Phương nãy giờ rồi. Nè nhắn tin cho cô Nguyễn Phương đi để con em nó nhắn tin cho chị ha. Cái bộ caro này em chỉ còn size dưới 90-92kg thôi, có nghĩa là từ 82 đến 92kg bộ caro áo bẹt vai. Bộ vest đá lấy cho Lon Phan bộ vest đá phải không? Chị Thiện ơi lên lầu lấy bộ vest đá đi con. Cái bao mới đem lên đó. Cô tùy nào 160 bà nội. Sai nhiều quá. Cái bao này ở đâu tối hôm qua kêu anh Tý lấy. Kêu anh Tý vest đá nhiều. Có một con một tay à. Cái bao đen tối hôm qua về gì kêu là set đen có tay đó. Rồi đây vừa coi. Là cái set tối hôm qua về đen có tay. Không, cái đó là cái đầm. Còn cái này là để ghi rồi, con có nghe gì nói không? Tự đang nhắn tin. Thì mày nói là biết rồi đi, mày cứ hỏi là giờ nào ở đâu đen thui tù lùi. Chứ đồ mặc người nào không đen. Dạ nay đặt hàng là gom 3 cái thứ hai mới gửi. Nguyễn Phương Gucci à, Nguyễn Sương Phương Gucci. Ấy chị rất giá là bình thường, còn nếu mấy chị không ân bụng thì mấy chị có thể đợi hạt sale, đợi giùm em. Còn em nói mấy chị á nha, một khi mà em muốn ra hàng để em dập, em nói mấy chị nè, ở đâu bán hàng như thế nào em không biết. Còn riêng nhà em không có cái hàng nào tồn quá 2 tuần. Cho nên buộc lòng mà sale mắc, sale rẻ, sale cao, sale thấp. Có thể ngày hôm qua mấy chị mua hàng chính quy bộ đó 240, nhưng mà ngày hôm nay còn 3 bộ em bán mấy chị 130. Mấy chị cứ yêu ơi xả để chờ hàng sale là không bao giờ em bán hàng cho mấy chị view thứ hai. Tôi nói thẳng luôn. Gucci của Nguyễn Phương 68kg nè. Tôi nói thẳng còn mắc lòng là chịu. Tại vì shop người ta một tuần 10 ngày hai nửa tháng mới về giờ hàng lần. Còn shop nhà em một ngày về 5-7 bao như tối hôm qua về hàng Quảng Châu 7 bao hàng. Nè chưa kể hàng chưa khui với lại hàng bơm về nè mấy chị. Thì
Thì mấy chị nghĩ cái hàng nhà em bao nhiêu mà để mấy chị à? Bây giờ làm này còn sai 100 kg à? Rồi đúng rồi. Loan Phan phải không? Mới đọc ai quên rồi. Cái này của Nguyễn Phương. À Nguyễn Phương 130 rồi. Loan Phan bộ đá nè, 270 của Loan Phan, xin địa chỉ số điện thoại. Đầm này còn sai dưới 100 kg à? Rồi ai lấy bộ bây giờ mới bớt bển mấy cái biên cho ở trong luôn mà chống quá trời chứ mày. Chứ bây giờ mà mấy chị cứ ngồi mà đi kiệm em với con kiếm là cái củ khoai là chiếc này củ khoai tao nói càng ngày nó càng mập thu lù là phải bán không được ngồi ăn á. Thấy không? Thiệt lòng luôn. Bởi cho nên nếu mà mấy chị không ôm mua hàng chính quy bên em cứ đợi hàng sale đợi đi chị. Đợi đi giật lại cách ruột em mới gớm á. Thiệt. Rồi lên tiếp. Áo này 220 giờ còn sale cho mấy chị 140 nè. 140 mà đẹp lắm. Mới trả lời xong rồi. Áo caro nè, áo đây là mấy chị mặc công sở là hơi bị đẹp luôn, vải co giãn khi mặc nó căng cái này ra nè. Nó căng cái dây nịt ngay bụng ra nè, ha. Khi mặc vô nó căng cái dây nịt ngay bụng ra nè mấy chị. Đây nha. Đây ha. Rồi còn size về chốt giùm em áo caro 140 còn size L dưới 70 kg nè. Còn size dưới 90 kg nè. Dưới 70, dưới 90, dưới 70. Gà nhiêu. Lấy cái nước anh này ơi. À, còn hai cái dưới 70 và hai cái dưới 90 kg. Còn hai cái dưới 70 kg và hai cái dưới 90 kg. Không có cái hàng lông tôm đâu. Hai cái dưới 70 và hai cái dưới... Anh ơi, cái này cái dưới bé bé là anh bỏ lên tôi chưa giùm em đây. Ở nhà dưới có cái bao hàng nào mà còn ít đó Hải hả? Có cái set đen tối qua về chưa? Coi trước gương có không? Hàng tối qua là cho chấp trước gương á. Áo caro của Xuân Trang Tô 140 nè. À xin nhân tô nè, lấy cái bình. Xuân Trang Tô 140 nè. À ba bao hàng trước đây là tí ơi. Đây là bao này nè. Bộ đen nó size nhiêu con? Bảy. Bảy đó. Ừ. Nguyễn Thị Minh Hoàng size L nè 140. Nguyễn Phương size 68 kg chị Phương ơi. Chị Phương lấy size 7 đưa ra. Chị Phương ơi, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha, cho nên là chị Phương phải cẩn thận giùm em nha. Nếu mà chị cảm giác chưa tin tưởng em muốn kiểm tra hàng thì có thể xả giùm em ha. Chứ bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Phương. Chứ một ngày em bán mấy trăm bill mà cho mấy chị kiểm tra hàng thường ship chịu thêm em không chịu. Ở đây là Nguyễn Phương nè. À Thủ Đức ở thành phố thì đơn giản chị, ngay ngày mai có hàng giao liền trong ngày. Nguyễn Phương lấy áo này chưa? Nguyễn Phương lấy áo 140 chưa? Làm gì có Nguyễn Phương áo 140 mới của chị Xuân Trang Tô. Nguyễn Thị Minh Hoàng cái áo 140 mới của Nguyễn Thị Minh Hoàng có chưa? À, của bác Tư đang cầm. Rồi cái đây của Nguyễn Phương nè. Rồi cái đây của Phạm Thị Ngọc Giai nè. Phạm Thị Ngọc Giai 140. Có chị mà sao em vừa quần không chị? Có chị mà sao áo em vừa quần không chị? Nói cái gì chặt ly mà nói sao hết hả? Em có mua rồi. Dạ ok, cảm ơn chị Phương, vậy cho mau lẹ đi chị ha. Ừ, 240. Ông em nói thiệt, cái mỏ em vậy chứ trời ơi, em hiền lắm mấy chị, thiệt thà lắm. Thiệt. Nói thiệt chứ không có nói giỡn đâu mấy chị. Đây là những lời nói từ con chim tới trái chim của em. Coi liệu đồ qua tao, coi cái bể đổ cái ly nha. Rồi, rồi, ớn quá. Thôi để lên đi. Thôi để đi, chắc luôn. Phú Hoa Đỗ Quỳnh Như, quần Nam. Đỗ Quỳnh Như quần này à. À quần này mà chồng chị nào còn cỡ 5, nói chung là dưới 60 kg là quần này vừa. Anh Phước ơi, anh mặc thử cái quần này thử vậy. Cái quần này là 290. Cái quần này là 290. Em xe cho mấy chị 240. Ok không? Quần này chị nào và chồng chị nào dưới 60 kg hốt quần này. Quần này quần mặc chồng có thử anh. Đang quần kia sao bận. Ờ đây đây. À, chị ơi chị đổi size cho em 31 cho em nha. Chị đổi lại giúp cái quần màu xanh kiểu không rách được không ạ? À, chồng em trời ơi. Má giống như tâm thư viết di chúc đánh máy đồ in ra là chắc tôi chết quá thiệt. Cái này lên đi đẩy ra. Thôi cắt cái này bớt rồi để vô hàng ạ. À. Chị ơi cho coi áo hết rồi Nguyễn Kali ơi. Thấy bả vậy chứ nhiều như ma sơ. Ơ vậy á chị thương. Cái mỏ vậy thôi. Nhìn sao mạnh, nhìn sao mạnh á. Rồi cái quần này sao đẹp vậy? Sao chồng Đỗ Quỳnh Như mặc không vừa ta? Đẹp ba bảy. Quần thôi anh để mặc hay khỏi bán anh ơi.
quần nam bao áo cho cởi cái quần nam cho hình kim đi, cởi quần nam mẹ từ từ ta cởi chứ. Chị mặc cái quần đẹp lắm chị Kim, trả lại cho hình kim, size 30 là size 30 đó chị. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi tiếp tục đó anh ơi, thử quần này đi bảy ơi. Nữa. Cái quần này size 31 nè. Nè chế nào chốt cái quần này 31, chốt là cái quần này vải đẹp nè mấy chị. Cái quần này đẹp nè. Nè nè, lấy cái quần này cho Đỗ Quỳnh Như ơi. Gửi Đỗ Quỳnh Như không thu. Hỏi đi anh ơi. Chị Yên ơi, không gửi đồ cho em tặng bạn em rồi để cái gì. Rồi nếu mà em tặng bạn em rồi thì chị đưa cái bộ beo cho em, chị không có tính tiền ship. Tí ơi. Cái bộ beo gì để ngay kia là con lấy bộ beo size 7 xuống đây mở cho Thư Lê. Đúng rồi, bộ beo 7. Không, tôi là tôi giải quyết nhanh gọn lắm mấy chị. Không phải vì mà không lời beo đó hay là sàn sàn để mà không có hướng giải quyết, tôi là nhanh riết. Rồi, ghi Thư Lê 250 không tính ship. Thư Lê con. Còn cái này hình kim nè con. Hình kim là tính cái quần da hình kim 250 nha. Thấy ơi, ghi Thư Lê có dấu là ghi không tính ship con. Hôm nay hình kim này 250. 250. Rồi Vương Phụng cắt luôn. Xả tiêu Vương Phụng ơi. Cái quần ở bự. Vậy là cái quần nó bự hơn. Cái quần anh Phúc mặc lên cái form đẹp quá trời luôn. Trời ơi cái bộ này nè. Tí con xuống con kiếm cái bao dung mà có cái bộ nhung con bỏ vô. Nè bộ nhung 250 ngàn nè mấy chị. Bộ nhung 250 ngàn đẹp không? Khi mấy chị mặc ở trước nó sẽ như thế này luôn. Mà cái form này dễ thương lắm, form của Hot Girl mà. Bộ nhung này dưới 90-92kg. Rồi bộ này bán cho mấy chị. Bộ này dưới 92-93kg nè. Rồi bộ này em bán cho mấy chị với giá là bán sale nha, 200 ngàn bộ này size dưới 90-92kg. Chứ bộ này 250. Và bộ này em chưa có sale. Tại vì hàng này em còn một bao. Hả? Vậy Hồng Thùy có. Bây giờ lên quần tay nè, 3 vòng 130 giờ mẹ. Cái vải này mềm hơn vải kia. Cái vải này mềm hơn vải kia. Cái Thư lên cái mặt bình thường đi. Không có bán gì hỗ trợ chúng ta hết trơn trời. Ồ, cái áo 50 ngàn mà cũng bị bom nè mấy má. Tàu em. Áo 50 ngàn tàu em gơ. Nghĩ sao cái áo cô tông dày 50 ngàn mà giải đẹp vậy, bom hàng em nè. Rồi 50 ngàn dưới 88kg. Bộ nhung này chị Bình An mặc vừa. Tại vì cái vải nó mềm lắm. Chị Bình An lấy bộ nhung này đi. Ghi cho Bình An. Nếu mà không vừa là em không bán, cho nên mấy chị cực kỳ yên tâm về em nha. Chứ không phải ai hỏi tôi đưa đâu không có. Tôi không vừa là tôi em có bán đâu nha. Bình An nhiêu tiền? Bình An nhiêu tiền? 200. Má rớt đầu ra con số 57. Về mấy chị gắn ở đâu cũng được. Thôi bán sale 150 đi. Quần này 200 bán sale 170. Giờ mấy chị dán vô nha, đừng có dán ngay chút chim mà được à. Dán ở đâu cũng được, dán sâu không? Sâu quần nè, ủi sâu quần nè. Hay là nói chung là ủi ở đâu chứ đừng có đem ủi ngay chút chim. Nó sao mặc ra đường người ta cười nghe mấy má. Rồi quần này size 33, khoảng cỡ 70kg. Rồi quần này sale cho mấy chị 140 đây. Chốt cho em quần đen 140. Chốt cho em quần đen nào, quần đen 200 nè. Nhung Thư Lơ vừa không? Không vừa, chị Bình An vừa. Chị Bình An cái tướng cao. Chứ là gọn người, gọn bà 130 điều là thôi. Bước 1, 2. Rồi bán cho mấy chị một cái quần hàng Quảng Châu. Để xong cái đóng hàng sale này, xong cái đỉnh này nè. Em đưa bao quần tay ra em rút cho mấy chị nha. Rồi lên mấy chị 50 ngàn của chế Thảo Ly. 50 ngàn áo của chế Thảo Ly. Bộ nhung sợ số 3 rộng lắm. Em bận quần tụt lút vậy. Lại lên đổi không, gửi lên chị đổi thôi số 2 nha. Đây mấy chị, em có một cái quần rêu dưới 75kg. Ê quần này hàng Quảng Châu nha, quần này 200 giờ sale mấy chị 130 nè. Chốt giùm em quần rêu sale 130. Quần rêu sale 130 mấy chị ơi. Quần rêu sale 130 chứ thiệt ơi, đứng vậy treo cái đầm vàng lên. Quần rêu sale 130. Cái quần này anh đưa em đâu? Bán rồi. Đủ má vậy anh mừng không đi, mừng thấy mẹ. Đây mấy chị, em có một cái đầm phơm suông này dưới 85kg cũng vừa. Đầm phơm suông màu xanh. Rồi đầm này sale cho mấy chị 80 ngàn. Hàng này hàng thôi. Đầm này là hàng xuất nè mấy chị, cho nên vải rất là mê nha. Chốt giùm em đầm xanh form chữ A, bán mấy chị 80 ngàn. Cái con đầm xanh này vải mê lắm. Rồi chốt giùm em một cái quần thun la dông. Rồi chốt giùm em quần thun la dông là dưới 88kg vừa. Quần thun la dông sale mấy chị 140. Hàng sale hết nha, sale 140. Ủa làm như tôi nói là cái chuyện của tôi còn mấy bà mua hàng hay không, mấy chuyện của mấy bà hay sao trò. Ý hàng không có vừa, đầm xanh chữ A 80 ngàn. 80 ngàn của Phạm Trân nè, đầm xanh này vải đã lắm.
Rồi quần thun lai dông xem mấy chị, 140. 140 thun lai dông. Thanh Trang lấy rêu. Rêu là gì ta? Rêu là gì? Đó luôn đi luôn. Cô bán cái gì mà màu rêu vậy? À quần rêu 70 kg á, quần rêu ơi. 130 của rêu nè. 130 rêu của Thanh Trang. Em có một cái áo thun giấy bán mấy chị 60 ngàn. À con này vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Con này 70 đến 100 trí, chốt giùm em áo 60 ngàn. Chốt giùm em áo 60 ngàn đầm khách lấy rồi. Gì? Quần rêu rồi thêm cái đầm xanh nữa. Đúng rồi, rêu xong đầm xanh. À xin lỗi nha, xin lỗi. Cái đầm 80 ngàn là của Vân Thảo Nguyên trước lấy của ai ra à? Lấy của chị gì đó ra. Phạm Trân. Lấy của Phạm Trân ra, áo này của chị Nguyễn Thương Binh Binh. Bánh mì. Mày ơi, đừng lấy đặt ruột. Mẹ bánh mì không lấy đặt ruột. Dạ bón, bón em 3 ổ bánh mì không có đặt ruột. Nhiêu tiền cái áo gì? Bánh mì đặt ruột. Gì? 60 ngàn. Rồi cả cái 80 ngàn chưa nè. Rồi ra rồi. 80 ngàn đưa qua cái chị gì đó, Vân Thảo Nguyên. Vân Thảo Nguyên. Ừ. Ghi đi tí ơi, Vân Thảo Nguyên tập trung vô nè ông nội. Vân Thảo Nguyên kéo lên coi thử Vân Thảo Nguyên nào. À có cái zoom mà bữa trong góc có cái ren này bỏ vô trong kia. Dạ rồi. Mặt đây kìa. Thấy không em xuống này dữ á. À thôi để tấu xeo xét đi. Đúng không hỏi luôn á. Ở cái bộ FF đâu này có ở dưới nè, đem bỏ vô nè. Những cái gì... Em ăn cái này không? Bánh mì có ruột con mới ăn. Thì có ruột mà. Có ruột Quyên mà. Quyên không ăn ruột, sao không ăn ruột. Rồi quần này chị nào dưới 69-70 kg hốt nè. Quần này dưới 70 kg hốt. Rồi quần này xem mấy chị 150 đi. Size 32 chốt giùm em quần ring size 32. Quần ring size 32. Đem một ổ lên cho cô Yên nè. Ủa bánh mì gì nóng vô kêu bãi lại bán bánh mì nguội nguội á. Bánh mì nóng hỏi đây, bánh mì đặt ruột đây. Kêu bánh mì nguội. Nếu mà đúng ra bên này anh coi luôn cũng là Dân Thảo Nguyễn trước á Phạm Trân ơi. Dạ Thảo Nguyễn trước. Quần này của tiếp tốt nè, 150. Nè. Áo dây 150. Áo dây nhiêu rồi nè. Áo dây bán nhiều ha. 120 hay 140 nè. Quên mất mẹ. Rồi bán áo dây 120. Tôi thích mặc mấy con dây này lắm mấy chị. Mặc với quần jean á. Cái đóng thùng nó thùng thùng lên nó đẹp lắm. Áo dây 120 dưới 90 kg. Mày còn chuyện gì mày trao không chứ thiệt. Tại sao nó không có điều vậy? Nó bị trình trình cái miếng shop gì. Quần khách lấy rồi chị Phương. Bán cho hết mấy cái này. Nhìn lặt vặt mệt quá. Em mà thề em chấp nhận chịu lỗi cho nhìn hàng cà tén nó bực bội. Rồi áo 50 ngàn dưới 88 kg. Chốt giùm em áo 50 ngàn. Áo 50 ngàn dưới 88 kg. Em có cái quần váy size dưới 90-92 kg nè. Quần váy này 160 xem mấy chị, 140 dưới 92 kg. Dễ thương không? Dễ thương ha. Trời ơi. Rồi chốt giùm em quần váy caro sale 101. Thôi sale 100 ngàn đi cho nó mau ra đi thanh thản. Này nào cha nó làm giống như ai mắc nghiệp phải là được. Phước đức con cái nhà nó nhiều quá buộc lòng nó phải đi. Buộc vào lòng nó phải nè. Còn bộ đồ nhung bơm này mấy chị. Bộ đồ nhung bơm này dưới 80 kg nè. 80-82 kg. Em nói mấy chị mặc vô hơi bị đẹp luôn nha. Mặc với cái áo vú đen đen trộn. Nó nhú ha. Bộ này dưới 80-82 kg. Bộ này dưới 80-82 kg. Rồi 250 sale 200 cho hết hàng. 250 sale 200 cho hết hàng. Dạ bộ mấy chị không có mua đồ. Mấy chị ngồi chấm chấm và mút 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 lên cho em đi mấy chị. Dạ chịu khó chấm 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 và mút 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 lên cho em nha. Do lẽ gì? À, do là gì vậy? Do là gì chị Bình An? Áo 50 ngàn của Thảo Ly nè. Do là gì? Em áo dài. Rồi ai bơm áo dài tụi tàu vô trời. Mấy chị ơi áo dài size dưới 72-73 kg nè, áo dài đen. Rồi con áo dài đen này. Bộ 200 của Nguyễn Mai Bình Định nè. Đây mấy chị. Áo dài đen size dưới 73 kg mà đỏ ràng bơm tui nè. 360 xe mấy chị 260. Thanh Trang á, bé máy này bị không máy được con máy. Sale 260 chị ơi. Áo dài đen kèm chân váy sale 260. Chị nào dưới 70 kg có áo dài 500 đẹp á. Mẫu này sale 260 bỏ cho bịch hả? Sale 260 cho mấy chị.
tặng. Chị nào có bill có chia sẻ tặng áo đen dày dưới 70kg tặng. Em có một cái áo màu ruốc. Em có một cái áo hồng màu ruốc. Áo này 140 nè. Áo này 140 là 60-80kg. À, 60-75kg thôi nha. Rồi áo này bán mấy chị 100. Bán mấy chị 100. Đầm hàng xúc này hồi bữa bà tặng của tiếp tốt nè. Nè, ngồi yên má tôi khe khui quần tay nè. Hổm giờ ông Bảy, ông Phước, ông hỏi cái bill của em hoài, giải quyết hoài nó hơi từ từ gửi. Tại vì em còn, chị còn nợ tiền em. Nè, hồi bữa nếu mà chị nào chưa chốt hai cái đầm xúc này làm ơn canh thủ chốt nè. Nhất là bà, tại vì quên rồi. Nè đẹp không mấy chị? Đầm 250 hàng xúc này mấy chị coi nó đẹp nè. Khi mấy chị mặc ra cái chỗ này nó căng lên nè. Phạm Trăng thôi, Phạm Trăng à. Đẹp không? Không thấy thanh trang ta. Nó đẹp mà nó rất là dễ thương mà nó lạ. Bà mới thấy thì là dài vậy đúng không? Bấm cái bả mất biết luôn rồi. Bảo như bị xóa nít chị gì đó, chị gì Thanh Trang. Rồi Thanh Trang một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã bill nha. Nào, Thanh Trang đâu nãy có giờ chọn đầm này 250 nè. Không thấy luôn đầm này. Em nói với chị không sell đồng nào luôn, tại đâu có hàng, có một cái trong một cái luồng hàng thôi. Con này nữa nè, con này mà tôi mặc lên một cái tôi không có. Con này hồi bữa về được 12 cái xong rồi trong vòng một tối khách đặt hết. Nguyễn Thương. Ủa chứ sao tự nhiên cái Nguyễn Thương bỏ chung với lại Nguyễn Trang vậy? Thanh Trang. Nè ghi rõ ràng nè, thấy Nguyễn Thương chưa? Thấy Nguyễn Thương bin bin chưa? Mà mắc gì bỏ chung với cái bill Thanh Trang này? Rồi. Thấy ai dồn bill đó, ai dồn bill coi đi, xử lý tại chỗ coi đi. Chữ của ai ghi số tiền? Không, không. Chữ là cái chuyện mấy lùng đều ghi cái chữ. Không, chữ nhân bì á. Vào. Cái riêu với cái gì 80. Rồi treo hai cái đầm 250 lên nè. Đây mấy chị. Con đi pin coi thử coi. Trời ơi, làm ơn làm phước bà nè mà 80kg hút cái đầm để đi tiệc giùm tôi một cái coi cái form nè. Mấy chị ơi cái form đẹp quá trời đẹp luôn, 250 hai cái đầm này hết. Cái 250 nè, tí treo lên con, hai đầm này. 250. Rồi bộ caro này. Trời ơi, cái bộ hàng bom này em nói mấy chị 1.5 tháng nè. Nè em dơ lên bộ này mà chị nào mà chưa có là chị đã chốt liền dưới 90-92kg áo dây nha. Áo dây nha. Áo cốc vít ở ngoài nha. Áo cốc vít form dài đẹp lắm. Áo cốc vít ở ngoài nha. Kèm với lại cái quần váy nè. Bộ này chị nào dưới 90kg hốt. Em sell cho mấy chị 180 ngàn bộ vest này. Bộ vest này 280 sell 180. Chị nào dưới 92kg mặc bộ này với lại một đôi giày mọi một phát là em nói mấy chị mê ly luôn. Không những đẹp mà dùng từ là đẹp xuất sắc mà còn đúng một bộ hàng bơm thôi. 180 bộ này luôn. 180 bộ này. Chị nào chưa chốt bộ này thì tranh thủ chốt giùm em nha. Kẻ nó nè. Giờ lên nè chị Vương Hằng, xong cục này lên nè chị Vương Hằng ơi. Chị Vương Hằng chờ em 5 phút nha. Vô mà sao bẩm đêm thì dữ rồi hả? Lấy bộ sọc cho Nhi Lùng. Ê Nhi Lùng, cái bộ này đẹp lắm Nhi Lùng. Nói thiệt lòng luôn á. Đây là những lời nói chân thật từ con chim tới trái tim. Con ghi cái áo này cho Ý Yên, bỏ con xem. Em có một con đầm, hai cái áo 250. Ủa áo nào mà hai áo? Hai cái đầm đó là mỗi cái 150 á chị. Ủa áo nào hai cái 250 vậy? Đây nè, em có con đầm chị nào 60-65kg chốt con đầm đi tiệc này. 60-65kg nha. Rồi 280 xem mấy chị, 180. Cái đầm ren này chị nào đã mua bên em là biết cái dáng rất là đẹp. Cái con đầm ren này dáng đẹp lắm. Nhưng mà 60-65kg sale 180 treo lên con. Sale 180 con này. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Rồi cái bộ dây này sale cho mấy chị 100 ngàn cho hết hàng nè. Bộ này dưới 70kg luôn. À, cái bộ này khoảng cỡ 60-67kg thôi nha bộ này. 60-67kg sale cho mấy chị nhiêu? Sale mấy chị 120 ngàn cho hết luôn. Bộ đen 180 của Dung Huê kìa con ơi. Cái đầm con mới treo lên nó tí.
180 của Dung Huê. Rồi bộ bò. Mấy chị coi giùm em bộ bò quần dài nha. Bộ bò quần dài. Áo hơi lửng lửng nhưng mà bộ này xinh lắm. Bộ này cũng 60 tới 67 kg ha. Chị còn áo caro không, là mẫu nào trần trần. Đen, đen gì gái? Chị bỏ thì Kim Loan lâu lắm mới gọi chị Kim Loan. Đen nào ta? Đen là bộ đen hả Trân Ly? Rồi Trân Ly nè, 120. Cái này là cái đầm chị em đang mặc chứ không phải cái bộ. Cái đầm này là còn size 100kg thôi gái. Rồi chốt giùm em bộ bò sale luôn 120. Mấy bộ này là 60 đến 68kg nha. Bộ LV nè. Bộ LV sale luôn 130. Bộ LV sale luôn nha mấy chị, 130 cũng 60 đến 68kg. Bộ LV 130. Cho hết hàng mấy chị. Một cái đầm là 250 chị. Đầm đó 250 chị. Rồi chốt giùm em nha, bộ bò 120. Bộ LV 130 60 tới 68kg. Bỏ vô bịch bóng nè con. Caro 140. Caro 140 là gì? Caro 140 là gì vậy? Eo vị của Trân Ly 130 con. Eo vị của Trân Trân Mandana 130. Em nói lộn mất rồi. Cái cục hàng này là của Vương Phụng. Chí Thiện ơi. Dạ. Hai đứa đứng dậy bộ cục hàng này nè. Đi quần tây. Gỗ vàng Linh Quỳnh dừa 120. Ờ, cái bao kìa ra trước đi, cái bao bơm ra sao đi. Cái chân. Cẩn thận. Rồi cục hàng là của Vương Phụng nè. Mấy chị biết Vương Phụng là mua hàng rất là nhiều đúng không? Nhưng mà không có ai mà theo được mấy chị hết á. Giao hàng thì nói chung là một người, người ta nhận một lúc 5-70 cục hàng người ta giao cái tuyến đó. Mà mấy chị cứ kêu đúng 3 giờ, mà 3 giờ 5 cũng không nhận, mà 3 giờ kém 5 cũng không nhận thì thôi. Em không thể vì như vậy mà em làm khó khăn với shipper em được, cho nên em chấp nhận em không bán. Dù bán mấy chị em kiếm được ngày dài cơ phở đó. Nhưng mà em không có đồng ý vậy mấy chị ơi, biết không? Mấy chị làm vậy á, rồi mấy anh shipper làm sao mà theo ý mấy chị được. Một ngày mấy ảnh còn chạy nuôi con, nuôi vợ, nuôi con với mấy chị. Mình không có làm vậy được với người ta. Cho nên em chấp nhận, không bán. Chấp nhận á mấy chị. Từ ổng màu xét không vô. Được không? Không, em không có khó khăn với chị Vương Phụng, nhưng mà nếu mà buôn bán kiểu đó thì em cũng không chấp nhận. Này tối của này cộng cộng cạn á, à, không có cộng cạn mất tích nè. Ừ, không cộng cạn mất tích nè. Bà nào qua vô mua đồ mà đòi cộng cạn. Đây. Nè bộ đồ size dưới 82kg nè mấy chị. Nghĩ sao bộ đồ vậy kêu cộng cạn không cộng nhiêu tiền anh? 180. Rồi 240 sale 180 bộ đồ dưới 82kg đẹp không? Bà nậu cha đồ này hồi bữa khách dành không có đồ bán. Rồi 180 bộ caro dưới 82kg. Tí nữa ai nhớ nhá, đi đổi áo giùm nha. Ừ, tống này đi đổi áo. Đấy, dân nghèo luôn, tự nhiên cái đẩy đó. Linh Quỳnh còn béo ra. Rồi, vô bao quần nha. Thấy không? Lên quần tây nè mấy chị. Rồi, chứ thiệt. Ôm cái hàng lộn xộn, à quên caro của Tuyên Ngân Nguyên. Rồi xin địa chỉ số thoại. Bên em là không cho kiểm tra hàng nha chá. Thấy chị ăn bánh mì thèm quá mà em. Để ăn Tuyên tinh bột. Rồi tôi chửi đường mà tôi ghiền bánh mì lắm. Ăn bánh mì tinh bột cao gấp mấy lần cơm luôn. Cái size của chị Vương Phụng là dưới 90-92kg. Tôi đưa cái bao lại chị thiệt. Teo nhiêu? Đầm to. Đầm 250 nè. Ở bà Vương Phụng, bà nào bữa nay trúng bánh cái đầm này nè. Coi là cái này không phải là cái đầm mà là cái dâm. Hai em nhau không? Cái này là cái dâm 250. Úc, hai này là một không? Chính xác. Đây nè, mấy chị coi đắp chéo nè. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn á mấy chị, coi cổ đắp chéo nè. Rồi chốt giùm em con dâm dưới 90kg 250. À khách cũ, dạ ok, Tuyên Ngon là khách cũ nha. À chốt con này giùm em 250 dâm. Bình dương không phải chính. Chị nè chốt dâm 250, chốt lên giùm em dâm 250. Em có con áo biệt vai hồi bữa của bà gì à, của chị gì à, chị à, nhờ chị gì quên là nhường lại cho chị Vương Phụng nè, chị gì Phạm Trân đây nè, áo biệt vai dưới 90-92kg bán với chị 40.000.
40.000 áo bẹt vai. Rồi tiếp tục nè mấy chị, áo ba lỗ. Áo ba lỗ 100.000, vải hơi bị đẹp luôn. Áo này 60-90kg, 100.000 áo ba lỗ. Chị nào chưa chốt áo ba lỗ, tranh thủ chốt áo ba lỗ 90-100kg giùm em nha. 90-100kg áo ba lỗ 100.000. Dành cho đẻ rồi giờ vô đây khỏe thì mẹ luôn. Rồi em bán cho mấy chị một cái con lông chuột 100.000. Con lông chuột dưới 90-92kg 100.000 áo thun. Áo đạn ghê. Bẹt vai của Xuân Trang Tô 40.000. Con này đẹp lắm vậy Xuân Trang Tô. Cái gì đây? Rồi bộ này 90kg luôn nè, bộ vest. Trời ơi, bộ vest 90kg nè quý vị. Bộ vest này chị nào mà 95kg mặc cũng vừa nè. Rồi xe cho mấy chị 140 luôn. À xe mấy chị 150 luôn, bộ này 250. Trời ơi, cái bộ vest này mặc lên là hơi bị đẹp luôn á. Bộ vest 150, lông chuột của Thảo Ly 100.000 nè. Thảo Ly 100.000. Rồi xếp bộ vest này lại con, bộ vest 150 dưới 9 dưới 95kg cũng vừa. Ác đạn ghê. Cái đầm sọc này hình như trên lầu nè. Trên trường của phòng chị Yên hay sao á. Vest của Bao Quỳnh, 150 của Bao Quỳnh. Rồi con ghi Bao Quỳnh đây, anh giới thiệu tiếp đưa qua. Như gì? Con Vũ. Đồ ghi nó kìa chích 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 chích. Ngon vừa không? Ngon không? Bộ vết gió vỏ dệt lắm, đẹp. Rồi lên vùng tay nha quý vị. Lên quần tây cho mấy chị nè. Hôm nay sẽ bán quần này cho mấy chị với giá 140. Bán trăm, à không xin lỗi 150. 150 quần này nha. Mấy chị ơi, nó là cái mẫu thun lê dông hồi nãy dưới 90kg cũng vừa. Nó là thun lông lê dông nha, 150 mấy chị. 150 em có lê dông xanh nè. Cái này hốt vô đây luôn chị Thiện. Đây nè, em lên kho la dông xanh này nè, chuẩn bị chốt hàng la dông xanh nha. La dông xanh đen, la dông xanh ngọc, la dông xanh ngọc quý vị ơi, dưới 90-92kg cũng vừa. La dông xanh ngọc nè, coi mấy cái bình đây xếp lại nè Hải, để cột luôn. La dông hồng ruốc, la dông đỏ đô, la dông màu trắng, la dông màu tím, la dông hồng ruốc, la dông cà phê sữa, lê dông sữa cà phê đó. Cái này 150 cột lại, ghi giá 150 lên mấy cái mặt anh Tư ghi giùm em, 150 đi. Rồi xong không ai mua cột lại. Rồi lên tiếp, em có lê dông đen luôn quý vị, em có cái mẫu đó mà lê dông, à không phải, mẫu khác. Rồi lên tiếp cho mấy chị, không cột lại nha, cột làm 4 luôn anh. Rồi lên tiếp ba quần tây hàng mới về. Đây là quần legging mấy chị. Đây là quần legging, lưu ý giùm em nha. Quần legging. Con này là dưới 70kg nè. Đi rồi hả? Nè, rồi bán cho mấy chị con này giá nhiêu? Con này bán cho mấy chị giá 150 luôn legging. Nhưng mà vải rất là đẹp nha. Mấy chị ơi, vải đẹp lắm, ngồi xuống anh. Thúy Phan, hai mẫu này còn không? Còn hai mẫu chị. Mấy chị đâu mất hết rồi. Chốt giùm em legging nha. Legging 150. Cái này là dưới 70kg, mấy chị lưu ý giùm em nha. Mà legging này mấy chị mặc không có bị xù lông. Legging này cái kiểu giống như phơn quần tây á, nhưng mà mặt nó sẽ không có bị xù lông, lưu ý giùm em nha. Rồi ghi giùm em 150. Anh ghi mở dỡ cái bao đen lên. Sao anh không ghi giá vô mấy cái bịch này này, mấy cái màu này cho dễ thấy. Ghi hết mà. Ghi hết rồi. Rồi, xong cột ở đây lại nè. Cái này cũng 150 legging. Ghi chữ legging nha. Chị nào nãy đòi hỏi quần sọt nè, bây giờ em bán cho mấy chị giá 100.000 một cái quần sọt nè. Nhưng mà mấy chị ơi, vải đẻ lắm nha. Quần sọt này hồi giờ em cũng đã có bán rồi nè. Rồi sọt đây,
Còn đây tàu hai cái đây khỏi con bằng tàu một cái kia. Không có dây kéo mà mặt rất là mê. Đứng lên ngồi xuống chàng hẻn chàng hơ cỡ nào cũng được. Không bây giờ bán cho mấy chị em 90 ngàn cái em. Bán 90 ngàn, bán 100 ngàn cái, hai cái thì 180 ok cho mấy chị coi gọi nè. Trời ơi, đứa nào sau lưng sao vậy nè, dưới 75, 77kg. Em nói mấy chị quần sọt này rất là đẹp nha. Là dòng chưa thấy đen tròn chút. Rồi em gửi tới chưa, cứ chụp hình bill qua là đang trên đường tới á chị. Cái này em có size là dưới 75kg và một size nữa là dưới 85-88kg nha. Và một size nữa dưới 85-88kg. Mở cái này ra. Rồi đây, hơi bị đẹp. Rồi chốt quần đi mấy chị. Đã lắm mấy chị coi vải nè. Nhưng mà vải rất là êm. Rồi chốt quần cho em ha. Quần Kiki hàng xuất 120 không còn chị. Em đang lên quần nè chị Anh. Qua một tour rồi là nhà em không còn hàng. Em nói rồi, nhà em không có cái gì mà tồn quá 2 tuần nói thiệt lòng. Không phải nói chảnh chị Anh. Bán sao bảnh luôn hả? Đã đậu. Hết bệnh à. Nên cái bánh vợ bắt nhất ba đầu đầu. Á con ăn người này. Xong mình đó. Khen xong cái thằng xong hình nè. Ai xong á? Anh chứ thiện cũng xong vậy. Đầu sau kêu con ăn bắt hết mới xong luôn. Cái mặt nó gần như mặt nó điểu vậy. Ai? Ai? Đọc tên coi. Đọc tên coi. Đọc từng người coi. Con tư đâu có xong đâu. Đâu? Còn hai bộ đâu? Thứ. Anh Tý Đỗ Dương. Quần sọt 75kg của chị Ngọc Phương. Nè, 100 ngàn của Ngọc Phương nè. Ô, hôm nay lên. Rồi. Hôm nay lên quần tay cột lại chứ thiệt. Cột lại. Ủa hôm nay lên ba quần mà. Mấy chị im ru im đít đi mấy chị. Hôm nay lên quần mà sao mấy chị im dữ đi mấy chị. Im này là chết rồi. Mày tránh chỗ giùm tao một cái đi. Mày đỉ điếm sao mà mày đỉ điếm. Mày đi ra con hỏi nha, tao không có ngoài gì, không có dòng họ bà con. Mày đi giùm tao một cái. Hôm nay em bán quần này cho mấy chị với giá 180 ngàn nè. Có size số 7 và size số 8 ha. Có size số 7 và size số 8. Em đưa quần lên mấy chị mê liền. Nó là một cái dạng quần mà quần giống như quần baggy á mấy chị ha. Nhưng mà nó là quần quần jean. Đây. Rồi, chị nào chốt quần này chốt lên giùm em nha. Em gửi lên cho chị lấy lại rộng bị chợt. Anh ơi vô con bill như Ngọc Nguyễn Thị vậy. Coi thử chị có báo là mình gửi hàng lên không. Mấy chị trước khi gửi hàng lên mấy chị phải báo em nha. Em ok mấy chị mới gửi lên. Còn không ok là gửi lên là em không có nhận nha. Ngồi đó. Mày nói vậy mày chụp cái vô hình đứng đâu trong cái đống đồ tao. Thật xét nha. Ngồi xuống cho anh Chí Thiện chụp hình kìa. Đây mấy chị. Ngồi xuống cái ổ á. Sọt 70kg của Tim Co. Tốt rồi. À, có, em có kêu gửi lên cho chị nhưng mà chị gửi hồi nào thì em không biết nha, chị chưa có chụp hình rồi gửi. Mấy chị á, mà gửi hàng lên cho em phải chụp cái bộ đồ chật và chụp luôn cái bill hàng gửi lên ha. Rồi chị tinh cu 100 ngàn nè. Tinh cu 100 ngàn mặc. Quần này dưới 75kg, quần này 180. Mà đẹp lắm. Có một size lớn hơn là dưới 85kg, quần 180. Đó. Chị nào chốt quần quần rinh thụng này chốt giùm em. Quần này phơm nhẹ nhàng lắm. Quần này lê da hân dừa. Quần này lê da hân dừa. Chị trừ heo lại. Trừ heo lại cho mấy đứa chị đi tỉnh lỡ có gì cái mấy bả ý kiến mấy cò mệt tim lắm. Rất là mệt tim. Trời ơi hôm nay lên quần tay mà mấy chị mua về em chết rồi mấy chị. Em sống không nổi không. Rồi lên quần size đại. Lên giày là em sống không nổi qua mùa trăng rồi nha. Lên quần size đại cho mấy chị nè. Số 8 khoảng bao nhiêu ký vừa? Dạ số 8 còn cỡ size chị Hoàng Dung Lê bằng 36 á chị. Rồi hôm nay lên quần tay cho mấy chị quần tay đá. Mấy chị coi quần tay bên nhà em nè. Quần tay đá lưng caro chốt giùm em quần lưng caro nha. Quần lưng caro khoảng cỡ dưới 88 ký cũng vừa. Chủ. Anh có bảnh đâu. Anh chủ mất tiêu rồi. À sọt 75 ký của Hoàng Dung Lê.
Hòn Dung Lê nè, Hòn Dung Lê chăm nè. Để giùm bay theo nhìn giùm bay, có mình bắt tư làm à. Đập hồn. Quần này có màu lông chuột nè, quần 108, quần 108 68kg của chị Nguyễn Phương. Dạ ok chị Phương. Quần này chị Phương mặc thoải mái, săn cái lai lên ha. Mang với một đôi giày thể thao Nguyễn Phương 108 nè. Cái quần này dưới 85kg, 70-85kg. Quần này em có màu lông chuột, em có màu đỏ đô. Nguyễn Phương khác, Nguyễn Phương khác nha. Em có coi đi dùng biêu lộn anh Tư ơi. Còn mày tụi bay cứ kiếm tụ biêu đó Tư đi. Em có màu đen nè. À, em có màu này nè, có màu đỏ đô nè, có đỏ đô nữa nè, màu đỏ đô đẹp quá. Rồi quần này bán cho mấy chị với giá là 200, chốt giùm em quần tay nha, 200 quần này, đẹp giá luôn, cột lại nè hả, đẹp giá là cột lại 200, quần 200 quần này. Rồi em có một ít áo sọc bán mấy chị 140 nè, nè số lượng ít nha. Có lượng ít tranh thủ nha mấy chị nha. Nhẹ nhàng lắm mấy chị, hàng Quảng Châu nhẹ nhàng lắm. 60 đến 85 kg cho nó đẹp ấy. Chốt giùm em sọc trắng. Em có sọc trắng nè, em có sọc đen nè, em có sọc tím nè, em có sọc tím và em có sọc đỏ. Mấy cái áo này nhẹ nhàng lắm, 140 mấy chị. Quần 108 màu gì vậy? À quần 108 là quần rin đó Linh Quỳnh. Rồi Linh Quỳnh quần rin nè. Mọi người quần đó em có một cái màu nữa nha, giờ mới để ý. Em có cái màu đen nữa mấy chị nè, Linh Quỳnh 108 nè anh ơi. Linh Quỳnh 108. Em có màu đen nè, quần rin 108 em có màu đen nữa mấy chị. Màu lông màu đen á, không phải lông chuột, đen với lông chuột gì đó. Đây nè. Có một cái số 7, cái số 8 à. Nói chung là ít chứ không có nhiều. Nè xếp lại cột vô tí thiệt. Rồi. Đục má nằm đó luôn. Nó ngủ luôn. Tôi biết quá, biết rồi. Trời luôn. Có quần ống xuông chị, xuông kim có. Rồi áo, cột áo lại luôn nè. Cột áo lại ghi giùm em áo 140 nha. Trời ơi, trưa nay chị Yên ơi có quần thun đen ngố. Quần thun đen ngố 85 cơ. Ủa sao hồi nãy chị Anh Nguyễn Ngọc không lấy quần ngột? Quần ống suông, ống rộng, thun lê dông mà chỉ có 100 nhiêu quên rồi, 140 hả? 140. Cái quần đã mặc quá trời sướng luôn á chị Anh. Trời, dính kìa. Gọi lên hàng tiếp nè. Ông nội, đứng dậy cho con live stream coi. Anh ẩm bán cho em. Ẩm nó quăng ra đường. Chị có dậy mà chị dậy thôi. Đã luôn không? Quần này là 220. Giờ có để cho buôn bán không? Để ra, để xuống. Thì mày nói gì? Hồi nãy quần quần thun á, quần đi cho cô Yên bán. Nằm mẹ. Quần 140 á Hải. Nín cô Yên buôn bán. Đứng dậy. Dậy. Thôi đừng có chọc nó nữa. Ông là đầu cơ tích trữ hết á. Có quần kia nè Hải, quần kia kìa. Đây nè chị Anh mặc cái quần này sướng lắm, chị Anh với Xuân Kim 150 chứ không phải 140. Rồi cô Yên quýnh xuống bước nè, cô Yên buôn bán. Quýnh 3 tiếng nha, đang buôn bán nha, cô Yên dặn mỗi ngày sao. Lấy cái này chia lại nấp ổng đi. Trốn xuống. Trốn xuống đây. Chia lại nấp, dán cái mặt lại đi. Dán lại. Đó, rồi ok. Trốn luôn. Lại nấp mặt luôn. Quần này nè mấy chị, quần này màu đẹp không à. Xanh đen. Cái quần này mấy chị mặc mới sướng, em nói thiệt luôn. Nè, thấy chưa? Chút nữa em có quần cắt laser nữa, đây nè. Em nói mấy chị là mê lắm, quần này 150 là có nhiều màu lắm. Em có màu xanh đen nè, màu cà phê sữa nè, màu hồng ruốc nè, màu đỏ đô nè, màu trắng nè, màu tím nè, và một cái cuối cùng là màu xanh xanh nhớt á. Đó. Quần này nè, nói chung chín mấy ký mặc cũng thoải mái và vô tư lắm mấy chị. Trời ơi mấy chị còn ở đây không, để em lên quần cho mấy chị giày thôi em chết luôn. Ăn ở sao mà con nít nó cũng ưa cái mặt nữa. Rồi quần áo quần này 220. Bộ quần beo áo đen còn chị Nguyễn Thị Minh Hoàng. Còn 3-4 bộ gì á. Còn 3-4 bộ chị. Rồi mấy chị ơi coi giùm em bộ quần này nha.
quần này dưới 95kg cũng vừa, quần dài. Cái đó không ưng là về cắt lửng nó dễ thương lắm. Nếu mà 95kg thì vừa nè, 95kg vẫn thoải mái nè. 70 đến 95kg quần này. Quần này 220 ngàn quần đá nha. Quần đá em có màu xanh ngọc nè, em có màu bò nè, màu đen nè mấy chị, màu đen đẹp nè. Màu đen đẹp mê lắm, chị nào mà mê màu xanh đen chứ cũng phải đen, xanh đen nè. Chị nào mà chuốt quần tây là hút mấy cái này là mê luôn. Em nói mấy chị quần đây mặc lớp đất Cà Mau nó cũng không co giãn, nó cũng không có đứt giải nữa. Quần này 220 nha. Này lấy bịch bỏ vô viên 220 sau này. Xanh nè, xanh đầu tiên là cho xanh ngọc đi. Màu bò viên 220 á. Em có màu tím, tím than nè mấy chị. Quần này trình lê cũng vừa nè. Thấy mấy chị thấy màu tím than đẹp không? Tím than 220. Đen nè. Nói chung là size này tới 95kg cũng vừa đó ha. Ôi hôm nay like quần tây mà mua kiểu này thôi nghỉ like mấy chị ơi. Nghỉ like. Nghỉ like luôn hả? Mày rành lắm, mày mau lắm. Đó đẻ không à. Mấy chị mua giùm cho nghe em nghỉ like luôn. Nó kêu nghỉ like luôn hả kìa. Nó mừng muốn chết mẹ trời ơi. Thì cái nhà này thiệt đó chứ. Cái nhà này tôi chết chứ tôi sống gì nổi trời. Tôi không thể nào sống nổi luôn á. Tím than. Tím than với đen đa. À, tím than với đen em quần. Hai màu. Hương hàng. Cái màu tím than này nó lạ chị. Đây nè, đây nè. Rồi Vương Hàng 220. 440. Nó nghe ngủ mà nó mừng còn hơn bé lùng nữa kìa trời ơi. Mấy đứa này em thấy không được à. Đầm đầm em mặc là còn có size 100kg ở Cẩm Tú. Đầm thun lê dông á. Hai cái áo đó của em chứ không có nha. Có giày size 40 chị Hương Bùi. Trời ơi, chưa đi lấy giày được cho chị với lại chị kia luôn. Nè, áo 100 ngàn cái lấy hai cái về mặt nè. Tổng cộng mấy màu? Đó, màu bò nè, màu tím than nè, màu đen nè, màu gì nữa hả? Bò, tím than, đen, xanh ngọc, gì nữa? Thì bò rồi. Xanh ngọc với xanh đen. Nè, áo này 100 ngàn cái, em lấy cái về có hai cái thôi. Chị nào mê thì lấy nha. Hả? Lê dông trắng 70kg, cái cục lê dông nào đó, 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 rút cái trắng này 150. Cái lê dông này về mặt lên sang lon phai. Đang lên quần tao. Ủa chứ nãy giờ chị Tuyết Ngân ngồi like em đang like gì mà giờ chị vô chị hỏi gì kỳ vậy? Em có hai cái áo nè. Áo này em lấy về mặt á mấy chị tại vì nó sướng. Lon phai hả? Trời quay đủ mắt cái vẻ nó hoài mấy. Tụi bay sao tụi bay rảnh quá, rảnh rồi hết lông bút mực cái đi mua nữa rồi tụi bay rảnh quá. Ngồi thì tụi bay cầm điện thoại tụi bay coi livestream mà cái gì phụ ba mà chứ có mình ba luôn lay quay hoài với tụi bay. 100 ngàn áo này dưới 85kg. Đứng về lấy bộ bèo size L tí. Cái đầm này còn đúng một size 100kg thôi. Đúng em rồi. Nhiêu ký tốt rồi chốt cho Nguyễn Thị Minh Hoàng hay. Ở đây Nguyễn Thị Minh Hoàng 250 của Nguyễn Thị Minh Hoàng. Ba ba mày đã mắc mũi đã mờ rồi có chờ lộn bia hoài mà tụi bay hết rồi coi ổng phụ ổng với mình ổng lay quay hoài à. Minh Hoàng bốn chữ đó nè. Cái đầm này nó như vậy nè mà phơm nó phơm A phơm chữ A còn tú. Cái đầm này vải đẹp lắm, còn cái bán sale là 170 luôn. Nghe đồn cái này về đẹp lắm, em nghe đồn vậy thôi nha. Cái bà quần què này ai mượn hàng dặn này không lấy, hàng không dặn này đem lấy. Em có nùi quần tây nè dưới 70kg quần tây. Rồi quần này 220. Dưới 72kg có một size thôi, 60 đến 72kg quần tây này. Chị nào chốt quần tây ở sau lưng có lưng thun này chốt giùm em quần tây, quần này không co giãn nha. Đây, quần này 220 rồi bỏ vô ghi 220. Bỏ vô cái mặt trắng để ghi cho nó rõ. Quần này chỉ có size 60 chốt giùm em quần tây không co giãn 220. Rồi chọc nữa cho nó le lên thôi rồi khỏi like cũng được ha. 220.000 mấy chị. Chúng ta lấy một cái bao bự chất cái hàng quần quần tây kia ghi ba quần tây đùi xuân 38 hàng gì
nhiều quá không biết like gì trước luôn. Mẫu gì đây? Đây này, đây nè. Cái mẫu này mấy chị nên lấy nè. Cái mẫu này là 100 bán cho mấy chị 160 luôn nè. Nè mấy chị coi phom la dông, mà phom la dông ống suông nè. Phom la dông ống suông mà có cái đường đường gân ở giữa. À con này 160. Nhưng mà con này cũng dưới 7 mấy ký thôi. Con này cũng dưới 72 ký. À con này dưới 75 ký mấy chị. Dưới 75 ký quần này. 160. Cái quần này là size tới 95-97 ký nè. Quần này chị nè 100 ký cũng vừa nè. Cái quần này là kiểu như em đặt thêm thôi chứ nó không còn. Quần này người ta chốt là quần hai lưng. Quần 220 mà 95 ký là quần nào ta? Quần nào 220? Sao nãy chị không chốt lúc đó luôn chứ giờ chị qua cái quần tua 220 sao biết được? 220 em đem cầm á. Phải size bự không được coi? Không, quần nó size 75 ký à. Lấy quần tay của Ngọc Sương, quần tay 220 mới ghi đâu. Rồi 220 của Ngọc Sương, 220. Còn quần chị 220 là quần nào chị? Quần mà vừa chốt qua cái bọc là chị phải chốt liền. Đó đúng rồi. Đây nè, đây nè. Cái quần này mới lai có 160 mà 220. Cái quần 220 là cái quần tay cắt cái khuyên ở trước đó. Đó. Quần 220 lấy hai cái Ngọc Sương, cái Linh Quỳnh một cái. Nó có một màu đen à. Cái cục giờ mới vừa mới đưa ra quần tay ấy. Phải có quần có cái khuyên rồi, rút hai cái. Rồi có người có cái vé thì lột vé ra. Rồi một cái này của Ngọc Sương nè. Là Hạnh Mỹ hỏi cái quần này đúng không? Hạnh Mỹ hỏi cái quần này, quần Hạnh Mỹ lấy cái size này 100kg nè. Hạnh Mỹ lấy quần này đó, quần này 100kg nè nha. Quần này size 44, cái size 42 để cũng bự và cái này size 44 nè. Em có nhiều màu lắm anh chị. Quần size 44 này 220 em có màu đen, màu đỏ rô, màu tím và màu xanh và màu bò và màu lông chuột và màu nâu. Đó quần này nè, quần này 100kg nè. Quần này 100kg nè. Ha, quần màu đây. Đó Hạnh Mỹ lấy mấy nè, tranh thủ có cục. Cục có khoảng cỡ 7-8 cái thôi nha. Lấy hết này cho Nguyên. Nè. Nè. Không phải giỡn đã rồi khóc là Quân đập liền nghe chưa? Mang lại bà kêu. Đấy nhá. Nè chứ thì em làm lại cái video nè. Dạ, có nè chị à, chị Hoàng Dung Lê lấy màu gì chốt cho em đi. Nè. Quần đá đó 220 đó đó em mới đưa lên đó chị Thúy Phan. Thôi lo gì nghỉ đi mấy chị, tối mình like tiếp đi. Đâu? Đi mấy cổ rồi. Mấy cổ đến ngày mai em mở. Ủa hành này không có à? Có cái bịch trắng không? Em bỏ cái cục quần này vô nè. Em quy quần ấy nè. Không cục quần 42 nữa đâu. Em quy quần 100 tí kia lấy cái bịch nhỏ sau kia đi hả? Nhỏ rồi nhỏ. Đúng, quá giật nó tay luôn mày. Nó giật nó tay. Đó, quy quần 100kg để phân biệt ra cho để dành bán cho mọi người. Gương mấy năm gì khoảng. Nó làm giống như ông Hòa Thân hồi xưa. Mọi người chó luôn mình thấy rồi. Quần hai lưng ra sao vậy? Quần hai lưng là cũng quần tay mà ở sau lưng nó có cái sọc sọc màu vậy thôi chị Dung. Nhưng mà chị Dung chốt cái quần 220 là đẹp hơn. Chị Dung chốt cái quần 220 đẹp hơn nè. Có quần 78 ký chị. Có quần Linh. Ủa anh thấy không có biêu hả? Có chốt màu đâu. Hạnh Nguyễn gì, Hạnh gì, Hạnh Lê, Hạnh gì? Hạnh Mỹ. Hạnh Mỹ có chốt màu đâu mà. Dạ. Đâu, quần nào đây phải? Đây nè. Màu đen của Hòn Dung Lê nè. Hòn Dung Lê, 220. Lưng đâu rồi? Nó bánh mì dục qua đây đủ, qua đây đi. Không em, ví dụ bán một cái là lần như đó nó có chân là Hạnh Mỹ. Tặng em món quà hoặc là lâu lâu rồi ấy ấy cho em luôn. Chị Yên bán món lời ít lắm. Đúng rồi. Để ra rút cho Hạnh Mỹ 5 cái 5 màu đi. Rồi bắt đầu bây giờ cho anh cái đá. Cảm ơn các bạn.
hai lưng này chị. A không, cái này caro chứ không phải hai lưng. Cái này caro chứ không phải hai lưng đó. Cái hai lưng nó cũng giống vậy nè chị, mà nó có cái sọc đen, sọc xanh, sọc đỏ, sọc vàng. Còn cái này là sọc caro, cái này là lưng caro, cũng là hai lưng đó chị. Hai trăm hai cái đúng không? Đúng rồi, cũng là lưng caro chị. Kêu mình thông chưa, đi bác sĩ chưa? À hai lưng đây nè chị, hai lưng này. Ừ, đúng rồi, nhiêu đó. Cái này hai lưng nè. Mà cái quần này nó không, hầu như nó không có hành mỹ. Nó không có quần trăm ký gì đâu. Để chung chút rồi cột vô cái bao này luôn nè. Chồng hai cái bao bự vô nè. Quần hai lưng nè chị. Quần hai lưng. Rồi đó, quần này em gọi là quần hai lưng nè. Nói chung là vải của quần tây nhà em nó mê đó. Hả? À, chị nào chốt quần hai lưng rồi chốt dùm cho em quần hai lưng. Làm như cái lô này à. À, 200. Làm như cái lô quần này nhà em bị mất cái tao chàng hãng đó mấy chị. Thiệt. Rồi lại lấy hai cái tao bụi cho ba lửa chồng vô hết quần tay luôn con. Hả? À. Rồi tối mình gặp nhau đi. Tối gặp nhau nha mấy chị, hổng giờ đồ chưa vô đồ mới hết luôn á trời. Rồi chào mấy chị nha.